Những ngày này, toàn xã hội hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày tri ân những người thầy, người cô. Nhưng đáng buồn là đâu đó vẫn còn có những câu chuyện bất cập, không vui trong các nhà trường như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Thế nhưng, tôn sư trọng đạo vẫn là đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Trong phóng sự sau đây thì chúng tôi muốn đề cập đến những người thầy không quản ngại khó khăn vất vả, mang cái chữ đến cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Nỗ lực của họ đang đóng góp tích cực vào công tác giáo dục tại các địa phương. Phóng sự sau được thực hiện tại thôn Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, tuyến đường đi đến thôn Tà Nôi, xã Ma Nới càng khó khăn hơn. Để đến được trường tiểu học Tà Nôi, các thầy cô giáo phải đi vòng lên đỉnh núi để tránh hai con suối nước chảy xiết. Chiếc xe máy của các thầy cô giáo dùng để vượt rừng lội suối được độ chế thêm vòng xích bó vào bánh xe mới có thể đi được. Vượt qua đỉnh núi, các thầy cô phải lội qua thêm 3 con suối mới đến được trường. Gian nan, vất vả, nhưng các thầy cô luôn yêu nghề và dành tình thương cho học sinh vùng cao. Khi đầu tiên lên đây thì em cảm thấy là đường đi rất là khó khăn, phải vượt qua 5-6 con suối mới lên được tới đoạn đường của trường. Lên tới đây thì em thấy đồng nghiệp thân thiện, học sinh rất là yêu quý, giáo viên chăm chỉ học rất là tốt nên đã giữ chân em lại đây. Do điều kiện đi lại khó khăn, vào đầu tuần các giáo viên phải mang theo gạo, thực phẩm để ở lại. Cuối tuần mới có thể về nếu không có mưa. Cảm nhận được vất vả của thầy cô trong hành trình cõng chữ lên non, các phụ huynh ở đây đã nâng cao ý thức tự giác cho con em đến trường để không phụ lòng của các thầy cô. Cái chỗ đường xá là quá khó khăn, là mong thầy cô là cũng nhiệt tình, lúc nào cũng là chăm sóc cho bên học sinh, đồ này kia đồ đó là đều lên lớp, không bao giờ vắng là cái lớp học. Để tạo điều kiện cho bà con thuận lợi cho học sinh. Tà Nôi là vùng khó khăn nhất của xã Ma Nới. Toàn thôn có 139 hộ dân tộc Rắc Lây với 643 khẩu, nhưng có đến 81 hộ nghèo. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng các phụ huynh đều mong muốn cho con em mình đến trường để học cái chữ. Vì vậy, hành trình cõng chữ lên non của các thầy cô giáo được thuận lợi hơn. Vì các em học rất là đều, rất là đầy đủ, không vắng học. Từ chỗ đó mà thể hiện là ở kết quả học tập của các em đó ở nhà trường luôn được nâng cao. Hành trình mang chữ lên non của các thầy cô ở vùng đất Tà Nôi vẫn còn khó khăn vất vả, song với nhiệt huyết, trách nhiệm và nhất là tình yêu nghề đã giúp cho các thầy cô tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp chồng người, mang con chữ đến cho học sinh. Sự cống hiến của các thầy cô đã góp phần làm thay đổi vùng đất Tà Nôi đầy khó khăn, gian khổ.